trận có hai đội đang giành chiến thắng trong lượt trận đầu tiên, và khu cột và băng phân xa trận đẹp băng phân xa số 19 rơi lên phía khán đài trong trận cuộc màu sáng. Còn trận cuộc một số 25 chúng ta cùng chờ xem. Và với những gì đang diễn ra trên màn hình thì đội ghe số 25 dường như chiếm ưu thế trên đường đua. Có thắng hay thua thì nhiều khả năng vẫn là cùng nhau đi tiếp vào giai đoạn hai cho ngày hôm sau. Bây giờ trở lại với đường đua bộ đôi Luca và khu một, trước đó là tập thắng hai số 15 bên bên phải màn hình của quý vị gặp băng con xa trực đề ghe số 19 bên bên trái màn hình. Băng con xa trong tranh một màu xám, và đây là băng con xa chiếc ghe vừa được đóng mới. Các anh bắt đầu tăng tốc nước rút ghe số 19 trang phục vận động viên màu xám hơi rất là nhịp nhàng, và một chiến thắng thuyết phục dành cho đội ghe của xã Duyên An bị trần đề bất tôn xa. Các cụ may tầm tâm hải quan tập tức tổng cát năm 10 con tổng đôi chấp sắp đàm chấp thả lớp đồng hồ quan bên tù nó lớp ở làm ấy cuộc trầm môi nâng tổng hồ phong tất chạc đây chỉ nè đặc sản bên đồng hồ chứ khách mà nàng dùng để bán. Lao lên dẫn trước và cuối cùng thì chúng ta thấy băng phân xa đã có một chiến thắng
đi phong hoàng cầm nang ở trên cây chiến đấu bắn dũng nhất lần cùng vô bắt cùng đồng vui là bảy cốt rồi cốt năm một quân đẹp đạt thành đoàn. Có lẽ vì thế trong những buổi sinh hoạt văn hóa tập thể, lễ hội, đám cưới, băng tôn xa luôn ưu thế hơn so với quách bích, nhưng quyết định cuối cùng là nước rút. Rõ ràng quách bích đã tung nước rút rất là tốt của mình khi bước vào khán đài để giành chiến thắng.